Em xin giới thiệu, đây là cặp loa Bookshelf D5SCR05. Em sẽ quay gần cái model cho mình dễ hình dung nha. Theo hình thức ngoại hình á, là mình thấy nó có hai lo, một bát, một chép. Nhưng mà khi mà rờ cái chép này nè, như là chép giả vậy, nó bằng nhựa đúc. Nên em có tra trên mạng, đa phần các anh nói đây là lo Bookshelf toàn giải. Nếu mà các anh muốn nghiên cứu thì phải mở cũ lo thôi, nguyên bản nguyên zin. Em đang quay clip nói về thanh lý những cặp loa cuối năm này nha. Đầu tiên mình nói về D5SCR05. Cặp loa Bookshelf này hình thức rất đẹp, xoay lại giùm chị luôn. Chiều cao nó là 25cm, chiều ngang thì 15cm một loa, hình thức đẹp xuất sắc, không có gì chơi hết. Lưới loa nè, cho các anh xem lưới loa luôn nha. Bật đèn lên đó. Công suất của cam lo D5 này là trở kháng 6 ohm, công suất 50W một thùng, 100W một cặp. Hình thức rất đẹp, lỗ thông hơi phía sau như vậy. Các anh nào thích một cặp lo mà xịn sò nè, rồi độc đáo là chất lượng thì có thể chọn ngay cặp D5 này. Nó có tinh chỉnh. Cái phía trong của cái lo cực kỳ rất là lạ, phải dùng từ là rất là lạ nha. Cái gân của nó các anh thấy không? Rất là lạ, nhìn độc đáo lắm luôn. Nó không phải là cao su, nó như là dãy lụa nhung vậy đó. Bát là 12 nha. Bát là 12. Em ship hàng toàn quốc qua bưu điện, các anh nhận hàng tại nhà. Chỉ cần cho địa chỉ là em ship tận nơi cho mình. Mua hàng thì vui lòng gọi 0931008099. Sau khi chuyển tiền cho em xong, em sẽ làm cái clip test nha. Tại vì lo nhiều lắm, em sẽ test không nổi. Cuối năm mà hàng nhiều quá khan tiếng rồi, test không nổi những cặp lo này. Các anh nào mua xong em sẽ làm cái clip test sau, rồi riêng qua Zalo cho các anh tham khảo. Giá bán thì của cặp này thì tương đối rẻ, cũng không có đắt, là 1.400.000 nha. Ship hàng toàn quốc, cọc cho em 500.000, hoặc là chuyển đủ 1.400.000, số tiền còn lại bưu điện sẽ thu hộ. Bây giờ em kết thúc clip test. Cái nào mua hàng cứ liên hệ Zalo hoặc số điện thoại trực tiếp cho em là 0931008099. Cận cảnh một lần nữa cặp lo nha. Đẹp vô đó nha. Quá đẹp, quá sang. Đi 5, 100W một cặp, giá 1.400.000, cực kỳ rẻ. Lo Bookshelf toàn giải. Bây giờ em kết thúc clip test. Cái nào mua hàng cứ liên hệ 0931008099.